so sánh MX900 và MX808. Cùng em xem là sau một thời gian được nâng cấp thì MX900 đã được thêm những gì so với bản cũ là MX808 nhé. Bỏ qua một số tính năng cơ bản như là Auto Win, đọc, xóa lỗi, xem dữ liệu động, vì một số máy đa năng đều có những tính năng như thế, thì về các tính năng như là bảo dưỡng thì MX900 đã được nâng cấp lên 42 tính năng bảo dưỡng so với bản trước đó chỉ có 25. Về cấu hình của máy là có sự khác biệt rõ ràng nhất, thì mời anh em cùng em xem ở bảng so sánh em để ở đây. Như trên bảng so sánh thì từ CPU đến hệ điều hành, từ Android 4.4 lên Android 11, đến RAM, ROM, màn hình cũng được nâng cấp lên rõ rệt để máy hoạt động nhanh nhạy và mượt hơn.